23 tháng chạp, dọn bàn thờ kiểu này sẽ được thần tài, ban lộc, tiền vàng ào ào đổ về. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đây là nơi quý vị sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn cũng như những kiến thức từ các chuyên gia phong thủy để giúp gia đạo luôn được bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi dịp năm hết Tết đến, bên cạnh việc chuẩn bị đón Tết, dọn dẹp nhà cửa, thì một việc mà gia đình người Việt không thể thiếu, đó là bao sái bàn thờ. Theo truyền thống, người Việt thường bao sái bàn thờ vào ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời. Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình cũng có thể bao sái bàn thờ vào các ngày khác trong tháng Chạp, miễn là chọn ngày tốt, ngày hoàng đạo để táo quân lên chầu trời báo cáo Ngọc Hoàng về mọi chuyện trong năm cũ. Tuy nhiên, dọn dẹp, bao sái bàn thờ, rút tỉa chân hương như thế nào là đúng cách? Để giúp gia chủ được lòng gia tiên, các bậc bề trên có được may mắn, gia đạo bình an, thần tài, quý nhân phù trợ. Ngay sau đây, Sống Để Hạnh Phúc xin chia sẻ đến quý vị cách bao sái bàn thờ ngày 23 tháng Chạp. Làm theo cách này sẽ được thần tài ban lộc, tiền vàng kéo đến. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao cần phải lau dọn bàn thờ và rút tỉa chân nhang trước khi chào đón năm mới. Như quý vị đã biết, việc bao sái bàn thờ cuối năm, hiện nay nhiều gia đình có xu hướng chọn bày 5 ly nước trong ngày hơn, thể hiện lòng thành kính tri ân tổ tiên, thần linh, đồng thời cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn trong năm mới. Khi Tết đến xuân về, đã thành một thông lệ, nhiều gia đình sẽ lựa chọn việc dọn bàn thờ ngày 23 tháng Chạp hoặc trước đó để ông Công, ông Táo về chầu trời báo cáo với Ngọc Hoàng. Việc này phải được làm một cách thành kính và cẩn trọng, bởi nó thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt ta. Bàn thờ được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng những để nhà cửa sạch đẹp, mà còn quan trọng hơn là mời thần linh cùng ông bà tổ tiên về ăn Tết, chứng giám cho tấm lòng thành của con cháu và phù hộ cho mọi người trong gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc. Dọn bàn thờ, tỉa chân nhang cũng không có nguồn gốc hay điển tích gì từ xa xưa, mà đây chỉ là công việc dọn dẹp bình thường, loại bỏ phần tàn chân hương thừa còn lại của nén hương sau khi cháy hết và bị đầy bát hương. Tỉa chân nhang giúp cho bàn thờ sạch sẽ, tỏ lòng thành kính của con cháu. Cũng có nhiều quan điểm trái ngược trong việc tỉa chân nhang, bởi có nhiều người cho rằng một bát hương đầy đặn với nhiều chân hương chính là chứng tích thể hiện tấm lòng của con cháu với thần linh, tổ tiên. Bát hương càng đầy thì càng mang nhiều phúc lộc. Thông thường, công cuộc dọn dẹp, bao sái bàn thờ được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp là thích hợp nhất. Khi bao sái bát hương thì gia chủ sẽ lựa chọn người cẩn thận và có tâm trong việc thờ cúng để dọn bàn thờ trong nhà. Trước khi tiến hành thì người dọn dẹp cần tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, luôn thành tâm khi làm việc theo đúng thủ tục trước khi dọn dẹp bàn thờ lẫn sau khi hoàn thành, thì cần phải có nén nhang thành khẩn. Xin phép các bậc bề trên thông báo về việc dọn dẹp sắp tới để mời các bậc thần linh và gia tiên tạm lánh cho con cháu được phép dọn dẹp. Cũng có nhiều gia đình cẩn thận còn sửa soạn lễ vật xin phép thần linh. Vậy chúng ta nên dọn dẹp bàn thờ và tỉa chân nhang ngày Tết như thế nào cho đúng? Khâu đầu tiên, chuẩn bị chổi quét bàn thờ, khăn sạch chuyên dụng, mềm mại để tránh xước đồ thờ cúng. Nước thơm hoặc có thể sử dụng nước ấm, pha chút rượu trắng, ngâm gừng và quế. Trước khi dọn dẹp, quý vị hãy thắp một nén hương, chắp tay trước bàn thờ và khấn tín chủ chúng con tên là tên của gia chủ. Vì bàn thờ bị bụi nên con xin được thành tâm sám hối và kính cáo chư vị thần linh hộ pháp gia tiên cho phép con được bao sái để bàn thờ được trang nghiêm, thanh tịnh. Kính mong chư vị chứng minh và giám hộ.
Việc khấn này mục đích là để thần Phật tổ tiên chứng minh và tạm thời lánh sang một bên để gia chủ thực hiện công việc lau dọn. Khi tiến hành lau dọn xong, khấn xong, đợi hết hương thì hạ bát hương bài vị và đồ thờ cúng khác để nơi sạch sẽ đã chuẩn bị trước đó. Tiến hành lau dọn và chỉnh trang bàn thờ, đặt và di chuyển bát hương nhẹ nhàng, cẩn thận và tỉ mỉ. Thứ tự lau dọn là từ trên cao xuống, lau bài vị của thần Phật trước, rồi thay nước và lau bài vị của tổ tiên để tránh mạo phạm. Khi việc lau dọn được xong xuôi thì đặt bài vị, tượng vào vị trí cũ theo đúng hướng bát hương đã được đặt trước đó. Bên cạnh việc tìm hiểu nguyên tắc dọn dẹp bàn thờ sao cho chính xác thì gia chủ cũng cần ghi nhớ về những điều kiêng kỵ sau đây để quá trình bao sái được diễn ra một cách suôn sẻ. 1. Di chuyển bát hương tùy tiện. Bát hương là nơi thờ cúng linh thiêng, nơi lưu giữ linh hồn của tổ tiên thần linh. Do đó, gia chủ cần hết sức cẩn thận khi di chuyển. Bát hương không nên di chuyển tùy tiện, đặc biệt là các ngày lễ, Tết, ngày rằm, mùng 1. Thông thường khi bao sái bát hương bàn thờ thì người ta sẽ giữ nguyên cốt cho và chỉ bao sái rút tỉa chân hương, và quý vị cũng lưu ý để lại 5, 7 hoặc 9, 11 chân hương, tức là các con số lẻ, và giữ nguyên vị trí của bát hương cũ vì bát hương cần được an vị một vị trí duy nhất, tránh làm động bát hương hoặc di chuyển sai lệch vị trí ban đầu, cũng có thể khiến gia chủ phạm vào đại kỵ không tốt cho quý gia chủ. Hoặc trong trường hợp quý vị cần thay bát hương và bàn thờ mới thì cần thay cho đổi cốt. Cần di chuyển bát hương, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ lễ vật và thực hiện theo đúng thủ tục để đảm bảo gia chủ phúc lộc, an khang, tài lộc vẹn toàn, không mạo phạm tới các bậc bề trên. Thứ hai, sai lầm khi tỉa chân hương. Một trong những sai lầm khi dọn dẹp bàn thờ và tỉa chân hương kỵ nhất là việc đổ cả bát hương lẫn chân hương đi. Bởi lẽ điều này bị xem là phạm phải đại kỵ, khiến cho tài lộc của gia chủ dễ bị tiêu tán đi. Theo quan niệm dân gian, nếu để bát hương quá đầy với tầng tầng lớp lớp thì sẽ gây bất lợi cho gia chủ và ảnh hưởng đến tầm nhìn của chư vị thần linh. Thậm chí đây cũng là nguyên nhân làm đổ bát hương, hay còn gọi là hiện tượng hóa âm, cũng sẽ không tốt. Bạn nên tỉa bớt chân nhang, cũng là cách để giúp cho bàn thờ gia tiên luôn gọn gàng, ngăn nắp, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Khi chân nhang quá cao, quá nhiều sẽ khiến bàn thờ trở nên chật chội, khó khăn cho việc lau chùi, thắp hương. Tỉa chân nhang sẽ giúp bàn thờ gọn gàng, sạch sẽ hơn, tạo không gian thoáng đãng, thoải mái hơn cho cả gia đình. Khi tỉa chân nhang, cần để lại số lẻ, thường là 3, 5, 7, 9. Số lẻ tượng trưng cho sự phát triển trường tồn và may mắn. Ngoài ra, cũng cần lưu ý không để lại chân nhang quá cao, vượt quá mép bát hương. Tuy nhiên, quý vị cũng có thể tỉa chân nhang bất cứ lúc nào. Khi thấy chân nhang quá cao, quá nhiều hoặc cháy đen, gãy đổ. Khi tỉa chân nhang, cần chuẩn bị lễ vật và thắp hương. Xin phép gia tiên thần linh trước khi thực hiện quý vị nhé. Thứ ba, bốc cho vào bát hương không đúng cách. Việc đổ cho hương không đúng cách cũng khiến cho gia chủ dễ dàng bị ảnh hưởng về vấn đề tài lộc. Việc múc cho ra khỏi bát hương để làm sạch bát thì kỵ nhất là đổ úp cho, làm một lần, và lúc đổ cho vào bát sau khi xong xuôi thì cũng tránh bốc từng ít cho một vào bát, mà quý vị nên làm ngược lại để hợp với hàm ý tiền ra nhỏ giọt, tiền vào như nước. Dùng thìa hoặc dụng cụ sạch giúp cho từng ít một để riêng ra với cho hương, không nhất thiết phải thay cho mới. Nếu cẩn thận thì có thể lọc cho và giữ lại cốt cho. Thứ tư, vứt cho và chân hương lung tung. Dọn bàn thờ cuối năm kỵ nhất là vứt lung tung cho cốt, cho chân hương, thậm chí cả bát hương cũ hay bàn thờ cũ.
đại kỵ vứt các đồ vật đó vào thùng rác hoặc nơi uế tạc vì vô cùng bất lợi cho tài lộc của quý gia chủ. Cách tốt nhất là bạn có thể đốt đi, cho vào túi. Ngày xưa cũng có quan niệm có thể mang tro đen chôn dưới đất, đặc biệt là gốc cây chuối. Ngoài ra, cách làm mà thường thấy nhất đó chính là mang ra sông thả theo dòng nước. Người xưa quan niệm như vậy dòng nước sẽ làm cho mát mẻ hơn và cuốn tro đi trở về với tự nhiên, cầu mong bình an, bởi vạn vật luôn xoay chuyển, cầu phước lành mới đến với gia đình. Những ngày đại kỵ lau dọn bàn thờ theo quan niệm của người xưa, còn những ngày cấm kỵ không nên lau dọn bàn thờ. Những ngày này bao gồm 3 ngày đầu tháng âm lịch, chính là thời điểm khởi sắc của một tháng mới, là thời điểm mà vận khí của gia đình đang khởi sắc. Lau dọn bàn thờ vào những ngày này sẽ khiến cho vận khí hao tổn, mang đến những điều xui xẻo cho gia đình. 3 ngày 12, 15, 16 âm lịch, đây là 3 ngày vượng âm trong tháng, là thời điểm mà âm khí thịnh, dương khí suy. Nếu lau dọn bàn thờ vào những ngày này sẽ khiến cho âm khí lấn át dương khí, mang lại những điều không may mắn cho gia đình. 3 ngày cuối tháng âm lịch, đây là thời điểm cuối tháng, là thời điểm mà vận khí của gia đình đang dần suy yếu. Nếu lau dọn bàn thờ vào những ngày này sẽ khiến cho vận khí bị suy yếu thêm, mang lại những điều không may mắn cho gia đình. Các ngày lễ, Tết, ngày rằm và mùng 1, đây là những ngày trọng đại của gia đình, là những ngày mà gia đình phải sum vầy, đoàn tụ. Nếu lau dọn bàn thờ vào những ngày này sẽ khiến cho gia đình bị chia rẽ, mang lại những điều không may mắn. Ngoài ra, theo quan niệm của người xưa, người phụ nữ đang đến kỳ kinh nguyệt cũng không nên lau dọn bàn thờ, bởi vì người phụ nữ đang đến kỳ kinh nguyệt được coi là không sạch sẽ, mang lại những điều không may mắn cho gia đình. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng những kiêng kỵ trên chỉ mang tính chất tâm linh, không có cơ sở khoa học. Do đó, gia chủ có thể lựa chọn ngày giờ phù hợp để lau dọn bàn thờ, miễn sao giữ cho bàn thờ luôn sạch sẽ, trang nghiêm. Quý vị thân mến, theo chia sẻ của các bậc thầy phong thủy thì sau khi dọn dẹp bao sái bàn thờ, gia chủ nên chọn những bông hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất dâng lên bàn thờ gia tiên để thể hiện sự thành tâm của mình, để giúp bàn thờ ấm cúng, tươi mát hơn. Các bạn hãy nhớ rằng, hoa đẹp thôi là chưa đủ. Những bông hoa được đặt trên bàn thờ cần phải mang ý nghĩa tốt lành thì mới gửi gắm được ước nguyện và sự trân trọng của con cháu với đấng bề trên. Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng Sống Để Hạnh Phúc khám phá những loài hoa mang tài lộc, may mắn, bình an và được bề trên ban ơn. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Thứ nhất, hoa đào, hoa mai. Hoa đào và hoa mai là hai loài hoa đặc trưng của mùa xuân ở Việt Nam. Hoa đào thường được trồng ở miền Bắc, còn hoa mai thường được trồng ở miền Nam. Cả hai loài hoa này đều có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Hoa đào tượng trưng cho sự xuân sắc, may mắn, hạnh phúc sinh sôi nảy nở. Hoa đào thường được dùng để trưng trong nhà vào dịp Tết Nguyên Đán với mong muốn mang lại một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Hoa mai vàng tượng trưng cho sự trí tuệ, tài lộc, phú quý. Hoa mai thường được dùng để trưng trong nhà vào dịp Tết Nguyên Đán với mong muốn mang lại một năm mới thành công, may mắn, tài lộc. Việc thắp hương hoa đào, hoa mai cũng có ý nghĩa đặc biệt. Khi thắp hương hoa đào, hoa mai, gia chủ thể hiện lòng thành kính, biết ơn của con cháu đối với tổ tiên, mong muốn tổ tiên phù hộ cho gia đình luôn gặp may mắn, hạnh phúc trong năm mới. Ngoài ra, hoa đào, hoa mai được xem là tinh hoa của ngũ hành, có thể xua đuổi ma quỷ và mang đến một cuộc sống bình an cho mọi người. Việc thắp hương hoa đào, hoa mai còn thể hiện mong muốn của gia chủ về một năm mới tràn đầy sức sống, tươi mới, là lựa chọn rất tốt để thể hiện sự tôn kính của mình với các bậc bề trên.
chọn những cành đào có nhiều nụ hoa để trên bàn thờ ngày Tết. Hoa sẽ nở dần dần, từ từ rất đẹp. Tiếp theo là hoa sen. Không phải tự nhiên mà hoa sen được phong là quốc hoa. Chính sự thanh khiết, xinh đẹp, có hương thơm thanh thoát, dễ chịu. Hoa sen mọc lên từ bùn nhơ nhưng lại vươn lên cao với vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng. Điều này tượng trưng cho tinh thần vượt lên nghịch cảnh, vươn lên phía trước của con người. Trong Phật giáo, loài sen còn được tượng trưng cho sự giác ngộ, giải thoát khỏi kiếp luân hồi của Phật giáo. Hoa sen là loài hoa đẹp, mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Việc đặt hoa sen trên bàn thờ cũng là những việc làm thể hiện sự thành kính và biết ơn đối với chư Phật hay bàn thờ thần linh, gia tiên. Thứ ba, hoa huệ, hoa lay ơn là các loài hoa dâng lên bề trên được các gia đình Việt Nam lựa chọn để dâng lên bàn thờ của gia đình. Hoa huệ mang một ý nghĩa của sự thuần khiết, thanh tao, tràng nhã nên cực kỳ thích hợp để dùng làm hoa cúng dâng lên lễ Phật trong ngày Tết. Không chỉ vậy, huệ ta còn có hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng và không hề gắt, sẽ phù hợp để trưng trong những buổi lễ cúng. Trưng trên bàn thờ tổ tiên và Phật, người ta thường chọn nhiều màu như đỏ, cam và trắng. Bạn nên chọn màu hoa đỏ hoặc trắng để cắm vào một bình hoa. Chỉ nên chọn cắm một màu, không nên xen kẽ màu với nhau. Là một trong những loài hoa được sử dụng phổ biến nhất để dâng lên bàn thờ, hoa huệ có nhiều màu sắc, nhưng màu trắng là màu được sử dụng phổ biến nhiều nhất. Hoa huệ trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, tinh khôi và cao quý. Hoa huệ thường được dùng để cúng Phật, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của con cháu đối với Phật. Hoa lay ơn cũng là một loài hoa được sử dụng phổ biến để dâng lên bàn thờ. Hoa lay ơn có nhiều màu sắc, nhưng màu đỏ và vàng là màu được sử dụng phổ biến nhiều nhất. Hoa lay ơn đỏ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Hoa lay ơn vàng tượng trưng cho sự trường thọ, sung túc. Hoa lay ơn thường được dùng để cúng gia tiên, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của con cháu đối với gia tiên. Thứ tư, hoa cúc đồng tiền. Đúng như cái tên gọi của mình thì cúc đồng tiền là loài hoa cúng mang lại nhiều may mắn và tài lộc, tiền tài và thịnh vượng cho gia đình gia chủ. Hoa cúc đồng tiền có nhiều màu sắc, nhưng màu vàng là màu được sử dụng phổ biến nhất. Hoa cúc đồng tiền vàng tượng trưng cho sự tài lộc, phú quý, may mắn. Do đó, việc bày hoa cúc đồng tiền trên bàn thờ thể hiện lòng thành kính biết ơn của con cháu đối với tổ tiên, mong muốn gia đình luôn gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Bên cạnh đó, cúc đồng tiền còn biểu trưng cho sức khỏe và tuổi thọ. Dùng hoa cúc đồng tiền dâng cúng lên bàn thờ Phật và tổ tiên là thể hiện lòng thành kính của gia chủ đến với ông bà và các vị thần linh của mình. Thường cúc đồng tiền rất đa dạng màu sắc. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn hoa cúc có màu đỏ hoặc màu vàng để dâng cúng, những màu đậm, không nên chọn màu nhợt nhạt sẽ không thể hiện được lòng tôn kính cũng như sự trân trọng của con cháu đối với các bậc bề trên. Quý vị thân mến, hy vọng là với những chia sẻ của Sống Để Hạnh Phúc trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình dọn dẹp bao sái bàn thờ cuối năm. Cùng với đó là những lựa chọn được loài hoa ưng ý trên bàn thờ gia tiên để giữ gìn hạnh phúc cho cả gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy video hữu ích thì hãy chia sẻ đến người thân, bạn bè của mình, cũng là một cách tạo phước. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký trên kênh Sống Để Hạnh Phúc để không bỏ lỡ những video hay nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.